Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm làm YouTube. Thì hiện tại thì sang năm 2019, những cái chính sách mới của YouTube thì cũng có những cái thuận lợi và cũng như có cái khó khăn cho những YouTuber, nhất là những người vừa mới bắt đầu làm YouTube hoặc là đang trên con đường mới bắt đầu làm YouTube. Thế nhưng mình cũng đã có một thời gian ngắn ngắn làm YouTube. Thì hiện tại thì cái kênh YouTube của mình cũng đã được bật kiếm tiền và mình cũng đã có chiến dịch làm những cái kênh YouTube khác để mà kiếm tiền trên YouTube. Thì đây là một cái kênh của mình và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách đăng ký để bật kiếm tiền trên YouTube khi mà các bạn đã đạt cái điều kiện của YouTube và đưa điều kiện cần của YouTube. Thì đối với bật kiếm tiền YouTube thì các bạn yêu cầu phải có 1.000 lượt đăng ký subscriber cho kênh của bạn và 4.000 lượt xem, 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng gần đây nhất. Thì hiện tại kênh của mình đã được 1.500 lượt đăng ký và cũng rất là may là đến cái ngày cuối năm thì đã đạt 31 tháng 12 thì đã đạt 1.000 lượt đăng ký, và hôm nay sau 3 ngày thì đã lên được tầm 500 sub, rất là nhanh, khá là nhanh. Cũng rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay mình sẽ đăng ký bật kiếm tiền và nhân tiện sẽ review cho các bạn cái kinh nghiệm đăng ký bật kiếm tiền luôn của trên YouTube. Thì đầu tiên đối với kênh mình như thế này, mình sẽ vào cái ở đây vào cái YouTube Studio. Đấy, thì ở phần YouTube Studio thế này thì các bạn kéo ở bên tay trái, bạn kéo hẳn xuống bên dưới. Các bạn ấn vào cái phần Studio cũ này, các bạn ấn bỏ qua. Đấy, thì chờ nó sẽ quay một lúc. Thì đây nó sẽ sang rất là nhiều phần là có ở đây. Rất là nhiều phần. Thì các bạn kéo xuống, các bạn ấn vào phần kênh. Trong kênh này thì nó có rất là nhiều cái phần, các bạn xem cái kênh của bạn có đạt yêu cầu không. Đây, kênh của mình thì không bị bản quyền lần nào, không bị nguyên tắc cộng đồng bị đánh gậy nào, thì hoàn toàn là một kênh sạch và đủ điều kiện để bật kiếm tiền. Thì khi mà bạn đạt được những cái này thì các bạn có hoàn toàn là có khả năng được bật kiếm tiền. Nhưng tuy nhiên thì nhanh chậm hay là lâu mau thì nó cũng tùy thuộc vào cái độ may mắn của mỗi người và tùy ở từng nơi nữa. Nếu như ở Nhật Bản thì nó, hoặc là ở các nước thân Mỹ thì thường thường sẽ nhanh hơn. Đối với các nước mà bé như Việt Nam mình thì nó sẽ lâu hơn một chút. Tuy nhiên cũng có những người ở Việt Nam mình thì 1 2 ngày đã được bật được kiếm tiền sau khi đăng ký thôi, cũng rất là nhanh. Đấy, tùy thuộc vào cái độ may mắn của mỗi người nữa. Thì ở đây phần kiếm tiền mình chưa hề động gì đến đây, thì mình sẽ bật nay mình sẽ bật kiếm tiền bắt đầu luôn, chưa có một cái động đả gì đến đây cả. Thì mình sẽ ấn vào bật kiếm tiền. Khi mà ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy được là cái kênh của bạn đã đến thời điểm hiện tại nó sẽ thống kê cho bạn là được bao nhiêu người đăng ký và bao nhiêu nghìn giờ xem. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình đã có 1.460 lượt người đăng ký và 4.327 lượt xem. Đấy, thì hoàn toàn là đủ điều kiện YouTube. Ở đây người ta có ghi dưới là gần 1.000 và cần 4.000 giờ xem. Thì mình sẽ ấn vào đăng ký bật kiếm tiền trong hôm nay. Thì mình sẽ ấn vào đăng ký ngay. Đây thì người ta có 4 3 bước để mà các bạn đăng ký bật kiếm tiền. Đầu tiên thì khi mà các bạn muốn đăng ký bật kiếm tiền thì các bạn phải là đọc lại các điều khoản và cái yêu cầu của YouTube đưa ra để đạt được một cái kênh có đủ điều kiện bật kiếm tiền. Đây thì đây những vùng dành riêng cho cái vùng lãnh thổ và cái kênh của bạn đang ở. Ví dụ như mình ở đây, mình đang ở Nhật Bản. Đấy thì sẽ phải đạt được những cái yêu cầu như này, và nếu mà chưa 18 tuổi thì phải có cha mẹ là giám hộ và chấp nhận những điều khoản này. Đấy, thì những cái này thì các bạn sẽ đọc bằng tiếng Việt Nam. Thì cái này mình cũng đã đọc bằng tiếng Việt Nam rồi. Tuy nhiên đối với những tiếng Nhật này thì chỉ là nó cái yêu cầu lại thôi. Thì trước cái kênh trước của mình cũng đã đọc rất là kỹ rồi. Nhưng mình đã làm kênh thứ hai. Đấy, thì mình ấn vào cái chấp nhận điều khoản của YouTube. Thì các bạn cứ lướt qua lướt lại một lúc đi, coi như vừa như các bạn đã đọc đi. Thì các bạn sẽ ấn vào cái chấp nhận điều khoản của YouTube. Và thứ hai nữa là các bạn sẽ ấn vào cái phần gửi email cho tôi để cập nhật thông báo dành riêng cho phát triển kênh của mình.
Đấy thì sau đây thì các bạn sẽ ấn vào cái phần tiếp tục, nghĩa là chấp nhận các cái điều khoản của YouTube và Google đưa ra để mà phê duyệt cho trước khi phê duyệt cho kênh của bạn. Đấy thì mình sẽ chờ một lúc nó sẽ quay một tí, sẽ để chuyển sang bước thứ hai. Đấy, bước đầu tiên thì đã hoàn thành. Đấy. Thì các bạn ấn vào đăng ký Google AdSense. AdSense này thì các bạn chú ý là nếu mà các bạn đã có một kênh khác đã bật kiếm tiền hoặc là một kênh khác đã hoạt động trước thì các bạn có thể dùng chung một AdSense cho hai ba kênh được, không vấn đề gì cả. Các bạn đừng có đăng ký một cái kênh cái một AdSense mới thì nó dễ bị cái việc là trùng AdSense và sẽ chết cái kênh. Đấy, bạn đã có tài khoản AdSense chưa? Mình đã có rồi, tôi đã có tài khoản AdSense rồi nên mình nhận tiếp tục. Đây nó sẽ cho ra một loạt các cái AdSense mà mình đang dùng. Đấy thì mình sẽ chọn vào cái AdSense nào mà mình đang dùng mà mình đã bật được đã được chấp nhận từ Google thì mình sẽ chọn cái này. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái tài khoản AdSense của mình và đây là cái thông tin của AdSense và kênh của mình liên kết với cái AdSense này thì mình sẽ chấp nhận liên kết thôi. Nếu mà các bạn chưa có AdSense thì các bạn cứ chuyển vào một cái bình thường như một cái email bình thường, các bạn cứ đăng nhập vào một cái email bình thường mà các bạn dùng để bật kiếm tiền đối với cái kênh của mình thì có thể là cái chính cái email các bạn dùng để tạo kênh này hoặc là một cái email khác mà các bạn có ý định dùng để lấy cái tiền thanh toán từ Google. Đấy thì các bạn sẽ đăng ký vào nó thôi, rất là đơn giản là mình sẽ chuyển hướng. Đã hoàn tất cái bước thứ ba, thứ hai. Và cái bước thứ ba thì bây giờ là YouTube đã chấp nhận cái đơn đăng ký của mình. Và người ta đã chấp nhận và sẽ xem xét mà khi cái kênh của mình đã đạt cái điều kiện tuân thủ đến các cái bước đầu tiên và bước thứ hai của cái điều khiển của YouTube. Thì đầu tiên là các cái mà người ta đã đưa ra là không vi phạm nguyên tắc cộng đồng, không vi phạm bản quyền cũng như là rất nhiều các yếu tố khác đi kèm khi mà các bạn làm YouTube, ví dụ như là có liên quan trẻ em không, có yếu tố bạo lực không, có yếu tố về lạm dụng động vật không hay các cái thứ đấy thì có thể là các bạn không bị đánh bản quyền nhưng mà khi mà xét kênh thì các bạn vẫn có thể là bị dính, không bị phê duyệt, không được phê duyệt. Đấy như vậy là mình đã đăng ký xong cái đăng ký bật kiếm tiền thì nó rất là thao tác rất là đơn giản và rất là nhanh thôi chứ không không khó gì là khó khăn. Quan trọng là các bạn khi mà các bạn làm gì để cho nó đạt được cái AdSense, đạt cái yêu cầu để phê duyệt kiếm tiền là 1.000 sub và 4.000 giờ xem. Đấy sau khi mình gửi đăng ký xong thì cái phần kiếm tiền của cái YouTube mình nó sẽ hiện ra là đơn đăng ký đã được gửi đi và đang được xem xét, thì đồng nghĩa với việc đấy là giữa này sẽ có cụm từ không được bật. Đấy mình thấy trên diễn đàn có nhiều người, rất là nhiều bạn mới làm YouTube, các bạn có dùng tool, có dùng các cái phần mềm hỗ trợ khác như là VPS hay là các thứ để mà kiếm sub, kiếm giờ xem thì các bạn lạm dụng vào cái tool hỗ trợ bên ngoài và các bạn không không tìm hiểu kỹ thì khi mà các bạn ở đây nó khi các bạn vừa mới gửi đơn bật kiếm tiền thì nó sẽ có cái cụm từ là không được bật ở đây thì các bạn cứ nghĩ là cái kênh của bạn đã không được bật kiếm tiền hoặc là đã bị cái lỗi gì đấy mà không được bật. Thì tuy nhiên thì khi mà các bạn trong quá trình chờ chờ ra YouTube và Google phê duyệt cái kênh bật kiếm tiền của bạn thì ở đây cái đồng nghĩa với cái việc cụm từ không được bật nó sẽ hiện ra ở đây. Đấy. Còn dưới này thì cái phần Super Chat hay là URL tùy chỉnh, cái này tùy chỉnh trên kênh của bạn thì cái này cũng không cần thiết lắm. Đây thì quan trọng là cái bật kiếm tiền, và bây giờ thì nhiệm vụ của bạn là chờ để bật kiếm tiền thôi. Thì mình sẽ quay lại studio cũ hay là những cái phải theo dõi cái thông tin của cái kênh của mình đang như thế nào. Video gần nhất của mình thì rất ít lượt xem, đang 2 ngày, gần 2 ngày rồi nhưng mà chỉ được có mấy chục lượt xem thôi. Còn một số cái video khác thì cũng được rất là nhiều lượt xem, ví dụ như cái video này thì ba cái video đầu tiên thì video đầu tiên là hơn 7.500 lượt xem trong vòng 2 ngày và cái video thứ hai là 1.000 lượt xem trong vòng 2 ngày. Đây là lượt xem thực tế của hiện tại nó đang có. Đấy cho các bạn tham khảo thêm một chút về cái việc là làm YouTube và đăng ký bật kiếm tiền. Khi mà cái video của bạn, cái kênh của bạn có một cái video được đề xuất thì
nó cái kênh của bạn sẽ lên rất là nhanh. Ví dụ mình xem các bạn, cho bạn xem cái video này mình đăng 3 ngày là từ 29 tháng 12 thì bây giờ là 4 ngày. 4 ngày thì cái tổng lượt view nó đã nhận được là 19.000 lượt view và cái số người đăng ký đã lên được 422 người. Đấy, khi mà một kênh nó được đề xuất thì nó sẽ kéo cái kênh của bạn lên rất là nhanh. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn là sớm đạt được cái điều kiện đăng ký bật kiếm tiền và bật kiếm tiền thành công để kiếm tiền cùng YouTube. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.